Lilith Games, nhà sản xuất đứng sau hàng loạt những con game chiến thuật đình đám với đồ họa sang dị mịn, chủ đề thú vị mê mệt lòng người, khiến biết bao anh em game thủ phải trăn trở làm sao để chọn văn minh đúng. Gần đây vừa cho ra mắt quả bom tấn mới, con game nhập vai giả tưởng thế giới mở từng làm nức lòng các game thủ quốc tế khi thu về hơn 10 triệu lượt tải với trung bình số sao đánh giá là 4,9 trên 5 sao. AFK Journey nay đã đổ bộ vào Việt Nam với cái tên Việt sắp là Hành Trình AFK. Đăng nhập vào game để hóa thân vào Merlin, một pháp sư tài ba đi chu du khắp các map để khám phá những bí ẩn tại Esperia, một thế giới giả tưởng đầy ma thuật. Đồng hành cùng anh em trên các nẻo đường xa là những vị tướng với tạo hình cực kỳ ấn tượng qua nét vẽ canvas phong cách châu Âu, kiểu Harry Potter đồ ấy. Vậy làm thế nào để có được họ thì cứ đi thôi, đi gặp làm quen rồi xin Facebook add friend. Hoặc một cách đơn giản hơn là trong đợt ra mắt tại Việt Nam, chỉ cần chăm đăng nhập điểm danh hàng ngày, Hành Trình AFK sẽ tặng miễn phí toàn bộ tướng thuộc mọi cấp độ, bao gồm cả tướng sử thi, cho phép anh em trải nghiệm đầy đủ các chiến lược chiến đấu với mức giá không đồng. Quảng cáo thế được rồi, quay lại câu chuyện về khám phá bản đồ. Ngoài việc tương tác với NPC và tướng thì bạn sẽ gặp rất nhiều tình huống dọc đường, từ đó hiểu ra nhiều câu chuyện, lại còn thỉnh thoảng có câu đố thú vị để giải nữa. Không lo nhàm chán đâu, nếu anh em là những kẻ tham lam thì hoàn toàn có thể bổ sung thêm lực lượng bằng cách đăng nhập trong 7 ngày và tham gia nhiều sự kiện khác nhau để nhận về hơn 450 lượt rút gacha free, tha hồ thu về cả người lẫn tài nguyên. Để đảm bảo chiến thắng, bên cạnh việc có tướng khủng thường xuyên lên level, anh em còn phải đầu tư chất xám trong việc sắp xếp vị trí tướng sao cho chuẩn. Nếu bóng đá có các kiểu sơ đồ như 4-2-3 một mình một kiểu, 4-4 hai hàng nước mắt, 3-4-3 gà vẫn là gà. Thì trong Hành Trình AFK, chúng ta có thiên biến vạn hóa những kiểu sắp xếp khác nhau. Nhưng nhờ may mắn được tham gia CBT hồi tháng trước, cộng với mấy hôm gần đây chăm chỉ lấy kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm, tôi đã tìm ra sơ đồ phù hợp nhất để hiến cho anh em. Hàng trước nhận thiệt hại căng nhất cần dùng các tướng tanh cứng, hàng giữa cần gây đam khỏe và support câu giờ, hàng cuối sẽ đảm nhiệm cắn trộm thì sử dụng pháp sư, xạ thủ là hợp lý. Đấy, cứ thế mà phang thôi, easy thế còn gì. Nói đến easy thì ta phải nhắc đến gameplay của Hành Trình AFK. Thay vì phải cày, cày nữa cày mãi, cày để không thua xa so với những game thủ cùng trang lứa, thì với lối chơi nhàn rỗi của mình, Hành Trình AFK cho phép những tân thủ quá bận rộn không thể luôn online vẫn nhận được những phần thưởng. Người chơi có thể dinh về những dương kho báu để bù đắp cho khoảng thời gian đã mất. Ngoài ra game có mode auto battle cho người lười như tôi. Tuy nhiên nếu anh em thích tự tay mình tung đòn tung cước thì vẫn chuyển mode được luôn, rất là linh hoạt nhá. Nếu battle là bắt nước mắm chuẩn đét thì chuyện game là đĩa bánh cuốn nhiều nhân để các gamer tha hồ vừa chấm vừa chém. Bằng chất giọng anime nhất của mình thì tôi sẽ review luôn cho chư huynh về nghe và đánh giá. Chuyện kể rằng có hai ngôi làng cùng sản xuất nông sản, một làng nằm tít phía bắc, một làng nằm tận phía nam. Thay vì ngồi xuống đặt cơ quan giao thương thì họ lại hục hạc đòi bem nhau, gây ra những cuộc tranh cãi không hồi kết. Tình hình đang căng vão. Ngôi làng phía bắc bất ngờ trải qua một đợt rét đậm bất thường khiến dân làng hoang mang. Không phải vì chỉ còn 1cm mà vì thời tiết trước nay chưa từng có. Giữa lúc ngôi làng đang bất lực, một vụ cháy lớn bất ngờ bùng phát, thiêu rụi rất nhiều công trình. Cùng thời điểm đó, Mirael, một pháp sư lửa tình cờ ghé ngang, vô tình bị kéo vào câu chuyện này với vai trò hung thủ không chỉ của vụ hỏa hoạn mà còn cả hiện tượng lạnh bất thường nữa. Main, Merlin, trên con đường đi tìm lại ký ức của mình, đã vô tình chứng kiến vụ việc, thấy chuyện bất bình chẳng tha. Bằng cái máu trượng nghĩa, Main sẽ điều tra để tìm ra những vấn đề sâu xa hơn đằng sau mấy hiện tượng lạ này. Sau một quá trình điều tra cẩn thận, Main đã lần ra một âm mưu phức tạp ẩn sau bức màn liên quan đến việc sử dụng phép thuật và thao túng khí hậu. Không biết sau khi khám phá ra được ông Merlin này có tìm lại được mảnh ký ức đã mất hay không, chứ tôi nghi là nhiều thông tin quá ổng quên hết những gì đang có luôn. Muốn biết cụ thể ra sao thì chần chừ gì nữa, tải ngay Hành Trình AFK về mà trải nghiệm đi thôi. Thêm một lý do nữa để anh em cân nhắc con game này là đồ họa của nó. Không chỉ là tạo hình tướng như tôi đã đề cập ở trên, mà là toàn bộ game luôn ấy. Gam màu nhìn chung là mát mắt, nhẹ nhàng tươi sáng, theo phong cách nghệ thuật canvas. Đến cái phông chữ tôi cũng khá là ưng vì anh em biết ấy, bình thường các game Việt hóa nhìn chữ chán lắm. Vì vậy mà tôi tin là Hành Trình AFK hứa hẹn sẽ nâng trải nghiệm của người chơi chạm ngưỡng phê. Thế làm cách nào để cực phê? Hãy bật loa và trải nghiệm. Are you ready? Được chưa ạ? Đã được chưa? Ông nào sau một ngày bị sếp la, bố mẹ chửi, người yêu giận mà cần một tí nhạc chill cho nhẹ lòng mà vẫn muốn chơi game thì con game này xứng đáng có một slot trong lựa chọn của bạn. Khác với The Reviewer dạo này quảng cáo hơi nhiều, ở đây Hành Trình AFK không làm thế. Chơi game rảnh tay nhưng không sợ quảng cáo nhảy pop pop. Đã vậy dung lượng còn nhẹ, thích ứng đa nền tảng từ Android đến iOS rồi cả PC. Từ màn hình dọc của mobile cho đến cơ chế cuốn màn hình của PC thì vẫn cứ là vô sở tư. Cùng giải CV để triệu tập những người chơi tài trí, còn chần chừ gì nữa mà không trở thành người đầu tiên tải con game này bằng cách tìm từ khóa Hành Trình AFK trên cả iOS và Google Play để nhận về nhiều phúc lợi từ nhà phát hành. Link tải ở dưới phần mô tả và bình luận. Với sự tham gia của hamster đuôi ngắn, vẫn là hamster đuôi ngắn nhưng hệ phép người thỏ, giáo sư McGonagall hồi Slay, đội trưởng Man Cute, Hành Trình AFK, game RPG giả tưởng thế giới mở gọn nhẹ.